Xin chào bà con đã quay lại với kênh Chạy Giấy Đồng Phước à. Thì sẵn sáng nay tôi cho dế ăn thì tôi cũng quay cho bà con xem cảnh sơ lược dế nó ăn, cũng nhìn cũng thấy mê lắm. Bà con nói dế thì nó nhỏ, thì dế Thái mà bà con, nó đâu có lớn đâu, nó cỡ con út à, không bự đâu. Dế này là dế trưởng thành luôn á, dế gần đẻ nó cũng cỡ con út à. Đó. Thì cũng sẵn đây so sánh cái ô dế này ha bà con, hai cái ô dế bữa hổm tôi cũng có làm clip so sánh là nuôi dày nuôi thưa đó. Hai bà con xem ha, đó, cái ô dế này là nở ngày 6 ha bà con, tôi có ghi lại nè, ngày 6 tháng 7 đó, 6 tháng 7 bữa nay ngày 3 tháng 8 thì 28 ngày rồi. Ô này 26 ngày nè. Dế cực kỳ nhỏ. Đó, ô này là nở sau ô kia 2 ngày nè, ngày 8 tháng 7 nè, tôi có ghi nè. Đó, ha. Đó, cái việc mà nuôi con dế nó mật độ nó đông nó dày á, thì nó không có hiệu quả đâu, nó không có bằng cái ô dế mà nuôi thưa đâu bà con, nuôi mật độ vừa phải đó. Ô dế này rất là lớn nha bà con, nhìn kỹ à, để tôi so sánh cho bà con xem. Cái này không phải so sánh gập khiển đâu, chỉ cách nhau chỉ có 2 ngày thôi bà con, thì con này 2 ngày sau chắc chắn nó sẽ không bằng con kia rồi, chỉ có bằng một nửa. Chế độ ăn vẫn vậy, chế độ ăn vẫn vậy, ăn cùng một loại thức ăn luôn ha bà con, không khác được, chỉ lớn hơn cái ô này có mấy ngày thôi, 17/7 ngày 8/7 lớn hơn ô đó khoảng 10 ngày, nhưng mà dế nè, dế này nuôi mật độ vừa phải nè, nó đã ba lớn rồi đó. Đó, chứ không phải là đó. Bây giờ thì nó đã thưa lại rồi, thì nó tự chọn lọc lại, cho nên nó đã thưa dế rồi, nhưng mà nó không đạt chất lượng cao nha bà con, đạt cái sản lượng không cao đó. Thì cũng chia sẻ cho bà con một số cái hình ảnh vui vậy thôi. Ngày chủ nhật, cái ngày thứ bảy chứ, ngày cuối tuần thì ổ dế này cũng sắp lên đẻ lại ha bà con. Thì hôm nay, ngày mai thì tôi cho làm cái dãy lồng ở phía sau. Hôm nay cũng bận rộn công việc quá, nhiều việc quá thì không có làm được. Nhiều thứ phải lo toan lắm. Thì cam kết với bà con thì tôi hẹn bà con trứng khi nào mà ra trứng đạt chất lượng thì tôi sẽ gửi cho bà con. Bà con nào có một số bà con ha, có mấy anh nào điện lại điện tối đó, sáng phải gửi cho tôi liền. Không thôi thì nghỉ, nói thật với bà con á. Thì trứng dế ai mà làm mà dư đến nộ mà để đó, đặng có người có khách đến đặng gửi liền, không phải không ai làm gì chứ đó. Trời ơi, tôi đâu có khẩn thiết yêu cầu mà cái anh đó đâu, thì cái anh đó thì tôi không tiện nói tên ha, tôi đâu, anh đó thì nghe được cái clip này thì cũng ghi nhớ. Thì tôi cũng đâu có cần thiết mà năn nỉ ỉ ôi gì anh đó là phải mua trứng dế của em đi. Nó không, tôi không cần thiết đó. Anh nuôi được thì anh nuôi, anh đến với tôi đó, tôi gửi trứng chất lượng cho anh, còn không á thì anh đi mua chỗ khác, chứ không phải là tôi mà tôi rảnh đâu mà tôi ở không, mà tôi làm việc tôi phục vụ anh à đó, không phải vậy đâu. Còn anh đó điện lại, nó gửi cho tôi liền, không gửi tôi thì thôi nghỉ. Nó thật sự thì tôi cũng
bao bao nhiêu đó cũng không không có làm tôi giàu được đâu. Đó, làm ăn trên nguyên tắc phải nói chuyện với nhau đàng hoàng lịch sự. Đó. Tôi chưa quen anh cũng chưa quen tôi. Đó. Nói chuyện với nhau phải nghe được mới làm ăn. Nói thật, đối với những người như vậy tôi không bao giờ làm ăn với những người như vậy. Thà tôi không có tiền chứ tôi không có làm ăn làm việc với những người như thế. Đó. Tôi không phải ép mình phải làm những làm gì với những người đó thì vô điều tâm sự gì nó anh những cái anh mà nói chuyện mà không lịch sự gì đó, thì đừng nên điện vào cái số của tôi, vào số của anh em tôi không tiếp đâu. Thật sự á, đúng là tôi trẻ nhưng mà tôi đã lớn ha, tôi biết đi ra đường, biết làm ăn, biết tiếp xúc người này người kia ha, chứ không phải là tôi ở trong đồng trong hốc bà tó nào mà tôi không biết cách tiếp xúc với các anh đâu, mà nói chuyện mà nói kiểu mà phụ thuộc như vậy. Tôi thật sự tôi không phụ thuộc ai hết, nó công việc mua bán mà thuận mua vừa bán ha, nói điều tâm sự vậy. Còn con dế này tôi nói thiệt không phải là nguồn thu nhập chính của tôi làm chỉ kiếm thêm thu nhập đó. Tôi có công việc chính riêng, lương tôi vẫn đủ sống, ai cũng muốn phấn đấu làm giàu mà, thì tôi con dế này thì tôi biết được cái gì tôi chia sẻ cho bà con đó. Và có một số anh điện lại hỏi có một số anh điện lại hỏi mày biết cách cách làm giấy đông lạnh không, chỉ tao cái. Trời ơi, việc đó là tôi không có rảnh nè. Nó phải ít nhất phải lịch sự rồi. Anh ơi em ơi, em phải chạy giấy không, biết cách làm giấy đông lạnh có thể chia sẻ. Tôi sẵn sàng tôi chia sẻ, tôi không có giấu gì chứ. Nó, còn đâu mà lại mày biết cách làm giấy đông lạnh, chỉ tao cái coi. Nó trời ơi, tôi đâu phải là tôi rảnh tôi ở không đâu mà làm gì, nói chuyện rất là kỳ cục. Thì những người như vậy là không, tôi không tiếp. Thì tôi qua clip này thì nếu mà những ai mà có cái nói chuyện như vậy, muốn nói chuyện như vậy đối với tôi thì thật sự là tôi không tiếp. Còn ai đến, khách nào đến cũng được, bà con nào không mua của tôi cũng được, mà điện tới em ơi dế của anh sao 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 đó, dế của chị sao sao đó, chỉ cho anh cách đó, nếu mà biết thì chỉ khắc phục, hay là biết thì chỉ cho anh cái đó được, tôi sẵn sàng. Cái đó là chuyện bình thường đó, người chăn nuôi hỗ trợ với nhau. Ngày xưa tôi bắt đầu con dế thì cũng đi nơi này nơi khác, cũng biết được người này người khác, nó cũng học ở chỗ này chút, học ở chỗ kia một chút đó. Rồi rút kinh nghiệm từ từ đó. Còn bây giờ thì rất là thoải mái rồi, lên mạng là có, lên kênh tôi nói thật là tôi chia sẻ hết, từ con dế tới ăn uống rồi cách cho đẻ hay là cách chăm sóc với con như thế nào có hết đó. Thì tôi chia sẻ tôi không giấu gì hết, mỗi người có một cái cách làm riêng, mỗi người có một cái chí hướng riêng. Bởi vì vậy thì tôi cũng mong muốn là bà con mình thì phát triển một cách bền vững, thì tôi chia sẻ hết tất cả, tôi không giấu gì hết nha. Thì đôi điều tâm sự cho bà con vậy thôi. Thì cảm ơn bà con đã đồng hành thì xem clip ha. Thì chúc bà con làm ăn mau chóng phát đạt, thì làm giàu. Thì chào bà con ạ.